Hay là con Zippo đi full box 05 đi full box. Phải xước chống trầy còn nguyên tem. 05 đi full box nha mình. Đi dùm vườn cho mình coi. Đây 05 đi full box nha. Bỏ ruột trùng 5. Đi kéo cái tay em xuống bọc cho mình nghe tiếng. Con này lưỡi gà cực mạnh luôn. Đi full box. Nó điêu mà nó có gì đâu để nói. Bây giờ để rút cái ruột ra. Cái ruột này bóp ghê. Bóp ghê ha. 05 05 new full box bỏ ruột trùng 5 nha mấy anh. Đó new full box ha. Mình có thể mua xài mua hoặc là mua tặng ha. Nó có box này mình có thể mua xài mua tặng. Hoặc là mua sưu tầm. Chân tổ cũng rất là đẹp.